đã có thai với anh Ân rồi. Còn tôi nó còn có bố. Cô buông tha cho anh ấy có được không? Là Huyền sao? Cô đang nói cái gì đấy? Cô bị điên à? Để tôi nói cho cô biết. Thực chất tôi là bạn gái lâu năm của anh Ân. Chỉ vì cô giàu có tiền và có địa vị, cho nên anh ấy mới phải chịu đựng cô để mà lấy gia tài của cô mà thôi. Chứ người anh ấy yêu là tôi, chứ không phải là cô đâu. Cô muốn gì? Tôi đã nói với cô rồi đấy. Tôi cần một mái ấm. Còn tôi nó cần có bố. Cô không thấy xấu hổ khi tranh giành bố với một đứa bé chưa chào đời hay sao? Trả tự do cho anh ấy đi. Quá. Anh Tuấn, cô xem này, tôi mua cháo sườn cho cô đấy. Để tôi lấy ra cho cô ăn nhé. Thôi, anh cứ để đây đi, tôi chưa muốn ăn. Cô sao thế? Từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu? Tôi nuốt không trôi. Anh cứ để đấy đi, tí tôi tự ăn được rồi. Cô cứ như vậy thì sẽ không tốt đâu. Cô phải ăn nhiều vào thì mới mau hồi phục sức khỏe được chứ. Anh Tân này, cảm ơn anh đã quan tâm. 2 tuần vừa qua phiền anh nhiều quá. Thực sự rất cảm ơn anh. Tôi cảm thấy anh náy lắm. Là do tôi đã gây tai nạn cho cô mà. Tôi phải có trách nhiệm với cô chứ. Lúc đó là do tôi bất cẩn, cho nên làm liên lụy đến anh, làm anh phải bỏ thời gian với tôi không ít. Cô An này, tạm thời sức khỏe của cô cũng ổn hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn phải tập vật lý trị liệu thì mới nhanh chóng đi lại được. Nhưng cô... Nhà cô còn những ai thế? Tại sao cô lại không muốn liên lạc với họ? Cô sao thế? Tôi xin lỗi. Tôi không còn người thân. Bố mẹ tôi mất cả rồi. Điểm tựa duy nhất của tôi là người bạn trai lâu năm. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã xin cho anh ấy vào làm công ty của bố tôi. Khi bố tôi mất, anh ấy là người giúp tôi vượt qua tất cả. Thế bây giờ anh ấy ở đâu? Tôi đã từng rất tin tưởng anh ấy, cho anh ấy nắm giữ cổ phần và quản lý công ty của bố. Trước khi đi công tác, tôi còn cho anh ấy dọn sang nhà mình ở để chuẩn bị lo cho đám cưới của 2 đứa. Thế mà... Anh đi vào đây. Anh ngồi nghỉ mệt một tí đi, để em đi vào trong dọn phòng cho anh nghỉ nhá. Dọn phòng làm gì? Anh ngủ chung với em là được rồi. Anh đừng có mà tưởng bở. Chẳng qua là em cho anh ở lại đây để chuẩn bị lễ cưới cho 2 đứa thôi. Em mà không đi công tác nước ngoài ấy, thì còn lâu. Thật đúng là cám treo để heo nhịn đói mà. Anh nói nhảm cái gì đấy? Thì bạn anh đi miền Nam về, người ta nói với nhau như vậy đấy. Em xem nghe có vui tai không? Mà thôi, để em vào trong xem có cái gì ăn, em nấu cho 2 đứa mình ăn nhá. Thôi. Nấu nướng làm gì cho mệt người ra. Mua cái gì về ăn được rồi. Em đã mệt cả ngày nay rồi cái gì. Cô là ai? Sao lại tự tiện vào nhà tôi như thế? Chị dâu, em chào chị nhá. Em là em họ của anh Ân. Anh ấy có nhờ em qua đây để trang trí nhà giúp anh chị vài hôm đấy ạ. Cái con bé này, đến sao không báo anh một câu? Anh thì cứ tưởng không tới được chứ. Hóa ra cô là em họ của anh Ân à? Thế mà anh ấy chẳng bảo gì. Dạ, em vừa quê lên ạ. Mà sao tôi về quê anh Ân nhiều lần mà chưa bao giờ gặp cô thế? Có thời điểm em đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Chắc là chị chưa gặp em bao giờ là đúng rồi. Ra là thế. Mà thôi, 2 anh em ngồi đi. Chị vào trong pha cốc nước chanh cho 2 anh em uống cho khỏe. Dạ vâng ạ.
bọn họ đã thành công qua mặt được tôi. Thực chất họ đã yêu nhau lâu rồi. Trong lúc tôi đi vắng, Huyền đã dọn qua nhà tôi. Chỉ vì ghen ăn tức ở, không muốn cho anh Ngân ở một mình với tôi. Thảo nào trong lúc yêu nhau, tôi luôn có cảm giác anh ấy đang giấu giếm tôi điều gì đó. Thế tại sao cô biết được sự thật? Ngày tôi đi công tác, chính Huyền đã điện cho tôi và thông báo là đã có thai với anh Ngân. Ngoài mặt thì tỏ vẻ là cầu xin tôi buông thai cho anh Ngân, nhưng mà thực chất là đang thách thức tôi. Chính vì thế mà tôi mất bình tĩnh và đấm xe vào anh đấy. Thật khốn nạn. Đó là hai con người chơi chẽn mà. Chính vì thế mà tôi không muốn cho anh ta biết tôi đang làm gì, ở đâu. Cứ xem như là tôi đang mất tích cũng được. Tôi muốn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, sau đó tính toán xem nên hành động gì tiếp theo. Giờ thì tôi hiểu rồi. Qua này, cô hãy an tâm ở đây, ở tinh dưỡng. Cần gì thì cứ nói với tôi. Chúng ta vô tình gặp nhau, xem như là có cái duyên. Và cô cứ xem tôi như một người bạn. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Cô lên nhá. Cảm ơn anh. Những ngày qua mà không có anh, thực sự tôi không biết phải làm sao cả. Cô đừng nghĩ nhiều. Và tôi, bây giờ tôi có việc tôi phải đi rồi. Cô ở nhà nhớ ăn cháo và uống thuốc đầy đủ nhá. Cảm ơn anh nhá. Cuối cùng thì mình cũng thành công, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này rồi. Để tao xem, đám nhân viên chúng mày, ai còn dám lên mặt với tao nữa không? Những đứa trước kia dám bắt nạt tao, từ từ tao sẽ trả lại hết cho chúng mày. Ông chủ tịch vui thế. Là em đây à? Vâng, là em đây. Em phải đến để chúc mừng chủ tịch mới được nhận chức chứ. Em làm cái gì đấy? Buông anh ra. Từ khi anh lên chức chủ tịch là anh bắt đầu xa cách em dần rồi đấy à? Khổ quá. Anh mới nhậm chức, đây là còn là công ty đấy. Em không sợ nhân viên nhìn vào à? Em ứ sợ đâu. Em đang muốn công khai cho mọi người biết em là vợ của anh nữa kia kìa. Thôi đi, em đừng có làm loạn anh nữa được không? Việc của anh cũng chưa xong đâu. Nhớ cuối quay về thì sao? Thôi, em xin lỗi mà. Em chỉ sợ anh quên mất em thôi. Anh nhắc cho em cẩn thận thôi. Vì cho đến bây giờ anh vẫn chưa liên lạc được với An đâu. Nhớ cuối quay về thì sao? Thế thì có làm sao chứ. Anh bây giờ đã là chủ tịch hợp pháp của công ty rồi cơ mà. Nó mà có quay trở về, nó cũng có làm gì được anh đâu. Nhỡ đâu An điều tra được việc anh làm giả giấy tờ ủy quyền thì đúng là chết cả nút đấy. Anh cứ lo xa. Con An đã gặp nạn ở bên nước ngoài rồi. Nếu mà nó chưa chết thì nó đã liên lạc với anh rồi. Đằng này làm gì có tin tức gì đâu.
Một tháng trước, trợ lý của An có đi ra nước ngoài tìm cô ấy. Nghe nói An bị thương rất nặng, nhưng lại không biết nằm ở bệnh viện nào. Thời gian có hạn, cậu ta bắt buộc phải về nước và gửi lại thông tin tìm kiếm cho những người ở đấy. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Đấy, anh thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Biết đâu mấy hôm nữa lại có người gọi điện cho anh nhận xác nó về chứ. Em đấy, chỉ được cái lối linh tinh. Nhưng mà anh thích. Cái anh này làm em hết cả hồn. Em cứ tưởng anh giận em chứ. Em cố gắng đợi anh thêm một thời gian nữa. Khi mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ đường chính chính đón em về, được chưa? Anh hứa rồi đấy nhá. Anh phải nhanh nhanh để đón em về đấy. Ừ, anh nhớ mà. Chào tiểu thư. Đỉnh ngắm cảnh ở đây. Tôi không về ăn cơm đi à? Anh Tân ạ, cảnh vật ở đây yên bình quá, làm em có chút động lòng. Em thấy yên bình lắm à? Đây là quê ngoại của anh đấy, tuổi thơ dữ dội của anh gắn liền với nơi đây. Anh Tân hạnh phúc thật đấy. Chẳng bù cho em sống ở thành phố từ nhỏ nên chẳng có chút trải nghiệm tuổi thơ dữ dội nào. Thế lần này anh đưa em về đây là quá hợp lý rồi còn gì. Dạ vâng, đúng là rất hợp lý. Em cảm ơn anh nhé. À này, em định giải quyết cậu ăn thế nào? Em sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Em định làm gì? Anh ta đối xử với em như thế nào, em sẽ trả lại tất cả những thứ đấy cho anh ấy. An, em biết là thời gian qua anh ở bên cạnh em không lâu, nhưng mà anh tin là anh đủ hiểu em. Và em cũng vậy. Cho phép anh được san sẻ cùng em nhé. Làm bạn gái nhé. Anh Tân, anh cũng biết là em đang ở trong hoàn cảnh nào mà. Việc của em còn chưa giải quyết xong, em còn rất nhiều thứ phải đối diện. Em không muốn anh gặp rắc rối về em đâu. Anh biết, và anh muốn đồng hành cùng em. Anh không muốn em phải chịu bất cứ một tổn thương nào, cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ em, chống đỡ cùng em. Hứa với anh đi, sau này khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, hãy để cho anh được chăm sóc em, yêu thương em, được chứ? Sao thế? Mới mấy tiếng không gặp mà đã nhớ anh rồi à? Anh đã bảo em cứ đợi anh ở nhà rồi cơ mà. Cô là ai? Anh Ân, mới có mấy tháng không gặp mà anh nhanh quên em thế. An, là em thật sao? Anh sao thế? Nhìn thấy em anh không vui à? Gặp vợ sắp cưới của mình mà cứ như gặp ma thế. An à, anh... Cô ta không bị gì sao? Thôi chết rồi, liệu cô ta điều tra vụ mình làm giả giấy ủy quyền để lên làm chủ tịch thì sao nhỉ? Liệu cô ta biết được những gì rồi? Trước mắt mình phải dụ dỗ cô ta mới được. Bao ngày qua em đã đi đâu? Anh lo lắng cho em lắm đấy. Anh lo cho em à? Em xúc động thật đấy. Anh Ân, em không ngờ anh lại đối xử với em như thế đấy. Sao anh tệ bạc thế? Anh xin lỗi, anh không định ngồi với chiếc ghế chủ tịch này đâu. Chỉ tại cổ đông đang cần anh. Chuyện cô Huyền
là người yêu của anh. Sao anh không nói thẳng với em? Tại sao lại phải lừa dối em? Thì ra em đang nói tới chuyện ấy à? An à, anh chót dại, anh nghe lời cô ta dụ dỗ nên anh mới theo cô ta. Từ hôm nay anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta. Như thế có được không? Thế còn đứa bé thì sao? Đứa bé nào? Huyền bảo có thai với anh rồi cơ mà. Cô ta lừa em đấy. Có thật không? Thật mà. Anh nói dối làm gì? Nhiều lần anh đã định chia tay cô ta, nhưng mà cô ta cứ đòi sống đòi chết theo anh, nên anh mới không dứt được. Nhưng mà từ hôm nay anh sẽ dứt khoát với cô ta, dứt khoát triệt để. Em tin anh nhá. Anh làm em buồn quá. Em còn định đi một vòng thế giới mới về đấy. Thế hóa ra là em giận anh, em không về nhà. Thế mà anh cứ tưởng... Anh tưởng gì? À không, thời gian qua em đã ở đâu, làm cái gì? Em sốc quá cho nên ở lại trang trại của bố em, tịnh tâm không muốn gặp ai hết. Trang trại của bố? Sao từ trước tới giờ anh chưa nghe em nhắc bao giờ? Bố có một trang trại ở bên Anh Quốc, trị giá tầm khoảng 20 triệu đô. Em cũng không định giấu anh đâu. Em định cưới xong sẽ đưa anh sang đó, rồi sang tên nó cho anh. Thế nhưng mà nghe tin Huyền nói có thai, em sốc quá nên gây tai nạn cho người ta. An à, anh xin lỗi. Anh biết là em đã phải chịu nhiều tổn thương từ anh. Em tha thứ cho anh nhá. Anh hứa từ nay sẽ không để phải buồn nữa. Em giận anh lắm đấy. Anh nói có thật không? Có. Anh thề sẽ yêu thương và chiều chuộng em hết lòng. Vợ chồng mình cùng làm lại em nhá. Tại vì em yêu anh cho nên em mới tha thứ về đây với anh đấy. Anh biết là em yêu thương anh mà. Chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu. Các người làm cái gì đấy hả?